Kính chào tất cả quý vị đến với bản tin thời sự trong nước và quốc tế 24 giờ của kênh truyền hình Quốc Võ News. Hôm nay sẽ có những bản tin đáng chú ý sau đây. Ba dân cử Westminster bị tố cáo băng đảng rút nghị quyết khiển trách chính mình và đồng minh. Cư dân tiếp tục chỉ trích ba thành viên hội đồng thành phố Westminster về tại cái phiên họp tối thứ tư ngày 8 tháng 2 trước khi ba người này bỏ phiếu thông qua quyết định rút lại hai nghị quyết khiển trách dân biểu tiểu bang Trí Tạ và thị trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Hồi còn là thị trưởng Westminster thì ông Trí Tạ là đồng minh chính trị của ông Charlie Mạnh Chí và là người chính thức ủng hộ ông Nam Quan Nguyễn ứng cử nghị viên. Cư dân tiếp tục chỉ trích băng đảng ba người. Các phiên họp từ đầu năm đến nay luôn có nhiều cư dân đến phòng họp hội đồng thành phố để chỉ trích các dân cử và thường nhắm vào thị trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Chí, phó thị trưởng Nam Quan Nguyễn và nghị viên Amy Fan West. Mà một số cư dân cầm bảng cũng như phát biểu nói thẳng là băng đảng ba người. Một số người đọc nghị trình và đến phiên họp để phản đối lại hai mục là 5.5 và 5.6, đòi rút lại hai nghị quyết. Một khiển trách ông Trí Tạ hồi năm 2022 khi ông này là một thị trưởng và một khiển trách ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí năm 2021 lúc ông là phó thị trưởng. Ông Nguyễn Phương Hùng, cư dân địa hạt 4 kêu gọi ông Charlie và ông Nam Quang vì danh dự của cộng đồng Việt Nam và vì lòng tự trọng nên từ chức trong thời gian sớm nhất. Ông Hùng cũng phản đối mục 5.5 và 5.6 của nghị trình do ông Nam Quang và bà Amy đề xướng. Phải chăng là đúng như mọi người nghĩ quý vị không phục vụ cư dân mà lập băng đảng để thao túng thị trường như cư dân Terry Rance vẽ hình chúng nó ba đứa? Ông còn nói ông Charlie không nên bỏ phiếu cho mục 5.5 và 5.6 của nghị trình vì có liên quan đến chính cá nhân ông thị trưởng. Ông Hùng cũng tố cáo ba vị dân cử thao túng nghị trường trong khi phiên họp đầu tiên của năm đề cử ông Nam Quang làm phó thị trưởng mặc dù ông là người có khả năng Anh ngữ yếu kém và thiếu kinh nghiệm và dùng trang YouTube của mình để nhục mạ cư dân bất đồng chính kiến. Ông cũng chỉ trích trong phiên họp ngày 11 tháng Giêng, thị trưởng Charlie Chiến Nguyễn Mạnh Chí đột ngột cắt giảm thời gian phát biểu của cư dân từ 5 phút xuống còn 3 phút với sự bỏ phiếu thuận của Gang of Three, tức là băng đảng ba người. Về phó thị trưởng Nam Quan Nguyễn, sau phiên họp ngày 25 tháng Giêng vẫn sử dụng trang YouTube của ông để tiếp tục bịa đặt vu khống những người đang chống ông. Ông Hùng nói tiếp. Một cư dân khác là ông Lâm Quang Thạnh chỉ trích phó thị trưởng Nam Quan Nguyễn về việc vị dân cử này từng bị tố cáo có súng bất hợp pháp và sợ một ngày nào đó ông sẽ xả súng trong phòng họp hội đồng thành phố. Ông Thạnh cũng kêu gọi cảnh sát trưởng Darren Lay tịch thu giấy phép sử dụng súng của ông Nam Quang. Bà Candy Đặng phản đối chuyện phó thị trưởng bỏ ra ngoài quá lâu trên 10 phút khi cư dân đang nói về ông. Thái độ bỏ đi và cười ngạo mạn, uống nước liên tục như kẻ chết đói chết khát của ông như vậy, thiếu chuyên nghiệp và cho thấy ông xem thường cử tri. Ông nên đừng trách tại sao chúng tôi khinh thường ông, bà Candy nói. Bà nói cử tri bầu ông lên để giúp thành phố phát triển, chứ không phải để mỗi ngày lên YouTube cùng ông Nguyễn Tiến Dũng để kêu gọi đóng góp tiền của đồng hương giúp cho một nhóm tội phạm đang ngồi tù ở Việt Nam. Bà còn hỏi tại sao băng đảng ba người là thị trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Chí, phó thị trưởng Nam Quan Nguyễn và nghị viên Amy Phan West vẫn ngồi trơ mặt ra để tiếp tục nghe chửi khi bị cư dân liên tục chỉ trích tại các phiên họp. Không chỉ vậy, bà còn cho rằng tìm công lý công bằng cho một phụ nữ như là bản thân mình và nhiều cư dân từng phát biểu khác rất là khó, nhưng sẽ không ngừng cho đến khi ba người từ chức vì sự thức tỉnh của cộng đồng và vì sự xấu xa băng đảng của ba người. Một số cư dân khác như là ông Daniel Trần thì ủng hộ ba dân cử bị chỉ trích, cho rằng ông Nam Quang vẫn lắng nghe khi bị đả kích. Bà Ly Nguyễn thì bất mãn, cho rằng các phiên họp gần đây như chợ cá. Sau khi nghe một số cư dân gốc Việt phát biểu thì Phó Thị trưởng Nam Quang Nguyễn phản biện, cho biết ông được cư dân bỏ phiếu luôn tự hào đối mặt với thử thách và thích tiếp xúc với cử tri. Ông nói mình sẵn sàng lắng nghe những gì cư dân phát biểu nếu đó là những điều đáng chú ý và được trình bày trước thành phố trong sự văn minh và tôn trọng người khác.
về những người đến phòng họp hội đồng thành phố mỗi 2 tuần để cản trở công việc của tôi và thành phố thì quý vị chỉ đang làm trò hề thôi, ông nói. Nghe vậy, nghị viên Kimberly Hồ đề nghị luật sư Tenhausen yêu cầu ông Nam Quang ngưng phát biểu và nói phó thị trưởng đừng chỉ tay vào bà. Lời qua tiếng lại một chút thì ông Nam Quang tiếp tục phát biểu. Quý vị chán nản với mọi thứ ở nhà rồi trút điều đó lên chúng tôi tại cái cuộc họp hội đồng thành phố mỗi 2 tuần. Tôi không ngại bị chỉ trích, sẵn sàng lắng nghe khi làm sai và chào đón sự chỉ trích. Tuy nhiên tôi không chấp nhận những thông tin sai lệch, nửa thật nửa hư mà quý vị nôn ra trước hội đồng thành phố. Ông còn nói những phát biểu các cư dân phản đối ông là kỳ thị chủng tộc và đáng bị lên án. Ông cho rằng cư dân nghĩ hội đồng thành phố có đa số là người gốc Việt, làm gì cũng sai và đó là sự giận dữ thảm hại. Các dân cử sau đó tranh cãi nhau về chuyện phản biện lại những phát biểu của cư dân. Luật sư Christian Tenhausen cho biết đạo luật Brown cho phép dân cử được trả lời ngắn gọn nhưng luật không nói rõ thời gian họ được nói là bao nhiêu. Cũng như các phiên họp trước, cư dân phát biểu đến hơn 2 tiếng đồng hồ. Rút lại hai nghị quyết khiển trách Charlie Kiến, Nguyễn Mạnh Chí và Trí Tạ. Phó thị trưởng Nam Quang Nguyễn và nghị viên Amy Fan West là người đề xướng việc rút lại nghị quyết khiển trách ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí, cho rằng nghị quyết đó có những thông tin sai lệch, có mục đích nhắm vào một dân cử vì mục đích chính trị và lạm dụng quyền lực để làm điều đó. Nghị viên Amy Fan West cho biết là bà rất đau lòng khi đọc nghị quyết đó và nói các đồng viện không thể dùng quyền lực để khiển trách người khác. Tuy nhiên, bà bị nghị viên Carlos Menzo nhắc nhở vì hay nói từ là censor, có nghĩa rằng là chặn không cho nói, chứ không nói từ là censor, có nghĩa là khiển trách. Luật sư Patenhausen giải thích rõ của từ cancer, có nghĩa rằng là khiển trách chính thức của các dân cử nếu không bằng lòng với cách hành xử của một đồng viện. Nghị viên Kemri Hồ nói, tại sao bà lại đưa điều này lên nghị trình? Nếu không hiểu rõ nghĩa của hai từ, tôi nghĩ bà nên học lại để hiểu rõ. Các cư dân sau đó tranh cãi về việc nghị định này thêm một lúc, sau đó đề nghị bỏ phiếu. Đề nghị rút lại quyết định khiển trách ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí lúc ông còn làm phó thị trưởng được thông qua với kết quả là 3-1-1, một phiếu chống của nghị viên Kimberly Hồ và một phiếu trắng của nghị viên Carlos Menzo. Các dân cử sau đó tranh cãi tiếp về việc đề nghị rút lại nghị quyết khiển trách ông Trí Tạ lúc ông còn làm thị trưởng Westminster. Đây là đề nghị của thị trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Chí vì ông cho rằng ông Trí là đại diện của cộng đồng nên không thể khiển trách ông như vậy. Đề nghị này được thông qua với kết quả là 3-0-2, hai phiếu trắng của nghị viên Kimberly Hồ và Carlos Menzo. Tại cuối phiên họp, các dân cử nói về những hoạt động của mình trong 2 tuần vừa qua, rồi có đôi lời nói với cư dân tại phiên họp. Đáng chú ý nhất là Phó Thị trưởng Nam Quang Nguyễn tiếp tục nói về việc mình bị đả kích tại các phiên họp. Ông nói với các đối thủ chính trị, cuộc bầu cử kết thúc hồi tháng 11 rồi, quý vị nên nghĩ đến việc khác đi, vì người dân chọn tôi. Tôi thắng cuộc bầu cử đó là công bằng. Quý vị muốn đánh bại tôi nhưng thua thảm hại, nên bây giờ đến hội đồng thành phố để tiếp tục chiến dịch đầy thù ghét đó. Tôi sẽ ở lại đây thêm ít nhất là 4 năm nữa, để làm công việc là giúp thành phố phát triển. Tuy bị quý vị đánh phá, cử tri có thể thay đổi, có thể thấy rõ bộ mặt thật của quý vị. Tôi nghĩ quý vị nên nhìn lại bản thân và nên có chút tự trọng khi đứng trước hội đồng thành phố. Ông nói, tôi bác bỏ hết những lời dối trá và những thông tin sai lệch về mình. Tôi chỉ nói một lần thôi, tôi sẽ không hạ thấp mình xuống tầm cỡ của quý vị. Quý vị nên cảm thấy hổ thẹn vì đang lạm dụng quyền tự do ngôn luận. Tôi sẽ cùng cộng đồng vạch trần những người muốn phá hoại thành phố. Bản tin của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Xin chúc tất cả quý vị một ngày thật là an bình, hạnh phúc. Bây giờ xin quý vị hãy theo dõi một số tin tức thương mại quan trọng sau đây. Vâng, kính thưa tất cả quý vị. Hôm nay Thiện Tâm sẽ chia sẻ một số những câu chuyện tuyệt vời về những cái công dụng của trà và trầm hương. Thì hiện tại bây giờ trên tay của Thiện Tâm đang cầm một cái bó trầm hương loại là VIP, tức là loại thượng hảo hạng đó quý vị. Đây là một loại trầm hương đặc biệt, bột nhan trầm đó, và họ xay ra, họ xay nhuyễn ra rồi họ làm nhang. Và cái nhang này là một loại nhang không có tim bên trong, tức là cái tim phía chính giữa đó. Thường thường là những cái nhang mà để cúng
để thắp hương trên bàn Phật hoặc là thần tài vân vân á, thì họ có một cái tim là bằng tre chính giữa. Nhưng mà cái loại mà nhang trầm này á, thì thật sự là không có cái tim chính giữa, nó chỉ là làm bằng bột nhang trầm thôi, và họ kết dính bằng cái loại là hồ kết dính đó. Cho nên là nó khi mà mình đốt lên á, cái khói của nó không có pha những cái tạp chất, nó không có bất kỳ một cái tạp chất nào làm cho ảnh hưởng sức khỏe của chúng ta. Cho nên khi chúng ta đốt cái hương này, chúng ta cảm thấy rằng là một cái mùi hương, nó mùi trầm hương tuyệt vời, thơm, và nó giúp cho sức khỏe tốt chứ không có gây hại gì cả, và nó làm cho thân tâm chúng ta rất là an lạc. Thường thì thiền tâm có một cái góc riêng giống như vậy quý vị. Thì cứ mỗi buổi sáng thức dậy đó, sau khi vệ sinh cá nhân xong đó, thì chúng ta ngồi vào một cái góc riêng thế này, chúng ta đốt trầm hương và chúng ta pha trà để uống. Thì sau khi mà giới thiệu trầm hương xong đó, thì thiện tâm sẽ giới thiệu trà cho quý vị, cái loại trà nào mà uống tốt cho sức khỏe. Bây giờ thì thiện tâm sẽ đốt trầm hương cho quý vị cùng xem. Đó, chúng ta đốt thanh nhang trầm thế này, cái thanh nhang nó dài như vậy. Mình có một cái khay, và mình bỏ cái thanh trầm hương vào bên trong của cái khay nằm dài thế này, rồi mình đậy cái nắp khay lại. Thì thưa quý vị, cái khay này là làm bằng gỗ, họ design cái khay rất là đẹp. Phía trên nắp này có nhiều cái rãnh nhỏ hoa văn rất đẹp, và cái khói của trầm hương nó sẽ thoang thoảng nó tỏa ra trên nắp của cái khay này, quý vị thấy không? Rồi chúng ta để xa khoảng chừng 3 bước chân, tức là khoảng chừng 1 mét, thì cái khói của trầm hương bên trong nó sẽ tỏa ra khắp căn phòng chúng ta. Chúng ta cảm thấy cái mùi hương rất dễ chịu, thoải mái, thư giãn đầu óc và mang một cái yếu tố tâm linh rất là cao. Rồi chúng ta cùng pha trà chúng ta uống, quá là tuyệt vời. Sáng nào cũng vậy quý vị. Nhà chúng ta nên tạo cho nhà chúng ta một cái góc riêng như thế này để quý vị ha, để mình tĩnh tâm. Đó. Thì hiện tại bây giờ Thiện Tâm đang bán ra thị trường cái bó trầm hương như thế này, rất đẹp, gọi là VIP. Một bó như vậy chỉ có 135 đô la thôi quý vị ha, 135 đô la thôi. Trong đây có 100 thanh nhang trầm, 100 cây ha, và cái một cái khay như thế này đó, thì với cái giá là 25 đô la thì nguyên một set, vừa cái bó trầm hương, cái hộp bằng gỗ rất đẹp và cái khay bằng gỗ luôn, cộng lại tổng cộng là chỉ có 160 đô thôi quý vị ha, 160 đô thôi thì chúng ta sở hữu như thế này. 100 thanh nhang này chúng ta đốt có thể được 3 tháng ha quý vị, tùy vào chúng ta. Có thể chúng ta đốt buổi sáng một cây, buổi chiều tối một cây, hoặc là chúng ta chỉ đốt buổi sáng không, là tùy mọi người nha. Đó, đó là cái điều tuyệt vời mà Thiện Tâm muốn chia sẻ về nhang trầm. Ngoài ra đó, thì sau khi chúng ta đốt nhang trầm xong đó, thì chúng ta sẽ pha trà. Thì chúng ta chuẩn bị một cái bình trà thủy tinh như thế này vị, và Thiện Tâm sẽ giới thiệu cho quý vị một loại trà Ashitaba của Nhật Bản. Đây là một hộp trà mới toanh, mới được design xong, một cái hộp. Cái hộp này rất lạ và rất đẹp, design thiết kế mẫu mã tuyệt vời. Bên trong này đựng tổng cộng là 60 gói trà tất cả. Ngày xưa là Thiện Tâm bán trà đó, là cái gói nó như thế này quý vị, cái hộp như thế này. Bên trong cái hộp này đó thì cũng có là 40 gói. Cái hộp này thì họ design lâu rồi, nhưng mà đây là một cái sản phẩm mới ra lò. Cái hộp này mới ra, gói trà bên trong thì giống như ngày xưa, nhưng mà cái hộp được design khác và chất lượng hơn, nhìn đẹp hơn, để chúng ta có thể tặng quà cho người thân, cho gia đình, cho bạn bè. Thì bên trong cái hộp trà này hiện tại bây giờ đó, thì họ làm có là tổng cộng là 60 gói. Đây quý vị, mình mở nắp ra, mình thấy bên trong này có 60 gói trà ha. Đó, 60 gói trà. Nó 6 ngăn tất cả, mỗi ngăn là 10 gói, 60 gói. Họ design rất đẹp luôn quý vị, một cái hộp nhìn tuyệt vời ha, nhìn chắc lắm, rất đẹp luôn. Thì bây giờ Thiện Tâm sẽ pha trà mời quý vị. Thưa quý vị, mình lấy ra một gói trà ha, một gói trà thế này quý vị nè. Mỗi hộp như vậy là 60 gói ha, mình lấy một gói trà ra, mình chuẩn bị sẵn một cái bình bằng thủy tinh, cái bình trà. Mình mở nắp ra. Sau đó mình xé cái gói trà ra. Rồi mình bỏ cái túi trà bên trong nó như thế này vào bên trong cái bình thủy tinh như thế này quý vị. Rồi mình chế nước sôi vào.
Cái nước sôi là không cần phải là quá sôi, không cần phải nước sôi mà cái như sục sục luôn, không phải như cần như vậy, chúng ta cần là vừa phải thôi ha. Thì chúng ta đổ vào trong cái bình trà thủy tinh đó, đổ vào trong bình trà thủy tinh. Thì một cái bình trà thủy tinh như vậy nè quý vị nè, mình sẽ đổ là coi như là nước sôi là 2/3 thôi, rồi mình uống hết thì mình đổ nữa quý vị. Mình refill tức là mình châm nước sôi được hai lần ha, được hai lần. Nếu như một gói trà này thì mình châm nước sôi được hai lần đó. Bây giờ mình đổ 2/3 của cái bình trà thôi quý vị ha. Đó thì khoảng chừng vài phút thôi là nó sẽ cái nước nó vàng là mình uống được rồi quý vị. Đó, đây là một cái loại trà thật sự rất là tuyệt vời luôn, uống là rất ngon quý vị, rất ngon luôn ha. Thì Thiện Tâm nhắc lại rằng á, là đây là một cái mẫu mã mới, mới toanh, mới design và chưa được bán rộng rãi ra thị trường quý vị. Và Thiện Tâm được may mắn là mình cũng là một trong những nhà phân phối lớn của hãng trà Asotaba như Nhật Bản, và đây là sản phẩm của Nhật Bản 100%, ship từ Nhật qua luôn quý vị ha. Nói chung là đây là sản phẩm của Nhật chính gốc, cho nên là chúng ta dùng sản phẩm của Nhật thì chúng ta rất là an tâm về chất lượng. Thì cái loại trà này thưa quý vị biết rằng là tại một cái vùng biển mà cái nước biển này, cái phù sa nước của nó là nó màu đen rất lạ luôn, và những cái cư dân ở ngay cái hòn đảo này đó thì họ dùng cái lá cây Asotaba này để họ nấu nước, họ uống, họ nấu nước sôi xong họ trụng cái lá vào cho nó ra nước, rồi họ để nguội rồi họ uống quý vị, họ uống mỗi ngày, cho nên cả tuổi thọ của họ nó rất là cao, trung bình tuổi thọ của họ đó là từ 90 tuổi trở lên, có nhiều người sống tới là coi như là trên 100 tuổi và sức khỏe cực kỳ dẻo dai, không có biết bệnh tật là gì cả. Cho nên những nhà khoa học họ mới tìm hiểu và họ nghiên cứu cái lá trà Asotaba này và họ chế ra làm trà để bán đi. Thì cái công ty Asotaba này rất là nổi tiếng tại Nhật Bản đó. Vì vậy cho nên là Thiện Tâm là một trong những nhà phân phối của đại lý của Asotaba này. Thì Thiện Tâm đã uống hơn 1,5 năm nay và thấy rằng cái sức khỏe mình rất tốt, đồng thời là giảm mỡ trong máu, giảm cholesterol, tránh đột quỵ, tránh đau khớp tay khớp chân. Ngày xưa là Thiện Tâm ngồi xuống đứng lên nó hay đau cái đầu gối nè quý vị nè, nhưng mà bây giờ là hoàn toàn không còn nữa, bởi vì cái chất chalcon, cái chất chalcon của cái lá cây Asotaba này nó rất là tốt luôn, nó làm cho sức khỏe chúng ta rất là tốt. Thì thật sự là có rất là nhiều công dụng tuyệt vời của trà Asotaba này đó, mình nói cũng không hết đâu quý vị, nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta ngủ ngon, chúng ta sức khỏe tốt, chúng ta giảm mỡ trong máu, chúng ta quân bình lượng đường huyết, tránh tiểu đêm, tránh những cái đau khớp tay khớp chân và tránh đột quỵ. Đó là những công dụng mà coi như là cần phải quan tâm rất là nhiều, đặc biệt là lứa tuổi nào cũng cần phải có cái này, và chúng ta uống này suốt đời luôn quý vị. Thiện Tâm uống là uống thay nước luôn quý vị, uống một ngày 2 lít đó, cho nên là thật sự là công dụng rất tuyệt vời. Đó là lý do tại sao mà Thiện Tâm muốn chia sẻ cho mọi người để mọi người có thể là tìm hiểu và có thể dùng cái sản phẩm này. Trong cái mùa đặc biệt này á, là Thiện Tâm thường thường hay nghĩ đến những cái lợi ích của cộng đồng nhiều hơn, tức là làm sao để cho chia sẻ sản phẩm ra cho mọi người cùng dùng nó để cho sức khỏe mình tăng cường. Thì kinh tế nó phát triển không chỉ cho bản thân, cho gia đình mà còn cho cả người ngoài, người cư dân và đất nước của chúng ta nữa quý vị. Vì vậy cho nên là đó là lý do tại sao mình nên chia sẻ sản phẩm như thế này. Thì mình có những cái đợt promotion, tức là khuyến mãi đặc biệt dành cho mọi người để cho mọi người có thể là mua uống giá cả vừa phải, hợp lý, chia sẻ nhiều, mình lợi ích chút xíu nhưng mà mình chia sẻ được nhiều đó quý vị. Bởi vậy cho nên là Thiện Tâm có một cái đợt khuyến mãi đặc biệt là nếu như quý vị nào mà mua là 3 hộp trà này, mỗi hộp trà là $65, tại vì cái này là 60 gói trà bên trong là quý vị, 60 gói, cái hộp cũ là 40 gói, Thiện Tâm bán là 45. Bây giờ cái hộp này là 60 gói nhưng mà Thiện Tâm cũng chỉ là bán 65 thôi. Và cái hộp rất đẹp luôn quý vị ha, cái hộp này là 60 gói bên trong nha, hộp rất đẹp, Thiện Tâm chỉ bán với giá là $65 cho một hộp thôi quý vị nha. Thì nếu như quý vị nào mà mua 3 hộp này thì quý vị sẽ được tặng free một hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ này đó là bên trong có 40 gói nhưng mà cái gói của nó chỉ bằng nửa của cái gói lớn thì thôi. Và Thiện Tâm đang bán cái hộp nhỏ này với giá là $25. Thì Thiện Tâm sẽ free cho quý vị cái hộp nhỏ này. Nếu như quý vị mua 3 hộp lớn này thì Thiện Tâm sẽ free cho quý vị một cái hộp nhỏ này. Đồng thời
Thiện Tâm sẽ free cho quý vị một món quà đặc biệt nữa là chai dầu Tibet này. Thưa quý vị, cái chai dầu Tibet này là một chai dầu rất là đặc biệt để sản xuất tại Mỹ, nhưng mà cái mùi nó là cái mùi quế. Bởi vì có những người là ở Mỹ này, đặc biệt là những người mà trẻ tuổi đó, họ lại không thích cái mùi dầu xanh. Cho nên là khi mà những nhà mà nghiên cứu họ làm ra một cái loại dầu nóng mà để xoa bóp trị cảm cúm sổ mũi hoặc là bị đau khớp, bị đau mấy cái muscle, tức là bắp thịt đó, thì quý vị thường hay lấy dầu xanh ra để mà xoa. Nhưng thật sự có nhiều người trẻ tuổi họ lại không thích dầu xanh, họ muốn một cái mùi khác. Cho nên các nhà nghiên cứu họ mới nghiên cứu ra cái dầu Tibet này, và cái dầu này được làm bằng quế. Thì cái mùi nó rất là thơm. Khi mà chúng ta mở hộp dầu ra đó quý vị, thì chúng ta sẽ thấy cái mùi nó rất là thơm, nó dễ chịu vô cùng ha, nó rất là dễ chịu quý vị. Mà họ design bên trong rất đẹp luôn nè, họ design là cái mẫu mã bên trong rất đẹp ha quý vị ha. Đó, thì quý vị biết á, là như thế này nè, mình mở cái nắp dầu ra, mình mở nắp cho dầu ra ha, thì mình thấy bên trong này nó có một cái bánh xe, một cái viên bi bằng kim loại, bằng inox đó. Thì cái viên bi này nó có nhiệm vụ là nó không có cho dầu ra ngoài quá nhiều, cho nên mình tiết kiệm được dầu, đúng không ạ? Đó, mình chỉ xoa cái viên bi thôi quý vị nữa là nó đã ra dầu được cái ngón tay rồi. Mình hít vô trong một lỗ mũi, mình nghe cái mùi quế rất là thơm, rất là dễ thương, dễ chịu. Và mình xoa vào những cái chỗ mình đau, thí dụ như mình bị sổ mũi, nhức đầu, ho, mình xoa vào sơ sơ vào trong lỗ mũi. Mình xoa ngay cổ để cho nó nóng cái cổ, nó khỏi bị gió. Hoặc là chúng ta bị trúng gió, cần cạo gió hay là như thế nào đó, hoặc là đau bắp thịt đó, chúng ta thoa vào chỗ đó là nó hết liền quý vị. Hay lắm, rất là tuyệt vời luôn. Thì hiện tại bây giờ Thiện Tâm bán chai dầu này với giá $15. $15 cho một chai dầu này quý vị nha. Không rẻ đâu. $15 là đó, nhưng mà Thiện Tâm sẽ tặng free cho quý vị luôn cái chai dầu này luôn quý vị, tuyệt vời không? Chai dầu này họ để vô một cái hộp rất đẹp này quý vị nè, xong họ bỏ vô cái hộp lớn này ha, đó rất là công phu quý vị, không có đơn giản đâu. Chai dầu này nè họ làm công phu lắm đó, như thế này quý vị nè ha, chai dầu như thế này made in USA luôn ha, của Mỹ luôn. Đó, thì Thiện Tâm sẽ tặng cho quý vị luôn chai dầu này $15 luôn. Tức là nếu quý vị nào mua một ba cái hộp này, mỗi hộp $65, thì Thiện Tâm sẽ tặng cho quý vị free một hộp nhỏ này $25 và free luôn một cái chai dầu này $15 nữa. Tức là cái tiền mà free là $40 rồi quý vị nha. Để tri ân cho khách hàng. Bởi vì thật sự mình nói đó là mình lợi ích chút xíu thôi, nhưng mà mình muốn chia sẻ nhiều hơn để cho mọi người có thể sở hữu và mình uống trà được, tăng cường sức khỏe của mình. Đó là một điều rất là tuyệt vời mà Thiện Tâm muốn làm như thế. Thì quý vị thấy cái hộp đẹp không? Rất đẹp ha. Đó, $65 một hộp này, trong đây có 60 gói trà nha. Rồi, còn một cái vấn đề nữa mà Thiện Tâm muốn chia sẻ luôn á, là cái này quý vị. Cái này hộp lớn hơn nữa quý vị. Cái hộp nó giống nhau chút xíu, nó chỉ khác nhau ở một cái chỗ á, là cái hộp trà thì nó có cái ly trà, còn cái hộp này là hộp bột dinh dưỡng thì nó có cái ly bột, vậy thôi ha. Nhưng mà cái hộp này lớn hơn nhiều. Đó, hai hộp này, hộp nhỏ hộp lớn. Cái hộp lớn là hộp bột, hộp nhỏ là hộp trà. Thì cái hộp này bên trong đây cũng có tổng cộng là 60 gói, nhưng mà cái gói nó không phải là gói trà, mà cái gói này là gói bột. À, cái gói bột quý vị, đây nè. Thì ta mở cho quý vị coi. Đây. Gói bột nè. Đây, gói bột nè. Thấy chưa? Trong này cũng có 6 ngăn. Và mỗi ngăn là 10 gói, 60 gói. Như vậy cái bột này làm gì quý vị? Cái bột này để làm gì đây? Thưa quý vị, vào buổi sáng nếu mà chúng ta không có thời gian để chúng ta ăn sáng, chúng ta dậy rồi chúng ta lật đật thay đồ trang điểm xong rồi chúng ta đi làm, thì không có thời gian để làm đồ ăn sáng thì chúng ta uống bột này quý vị. Chỉ cần một cái ly cỡ này đó, nước nóng, rồi chúng ta bỏ hai gói bột vào, chúng ta dùng muỗng chúng ta khuấy đều lên rồi chúng ta uống thôi, thì nó sẽ đủ chất dinh dưỡng cho chúng ta nguyên một bữa ăn sáng quý vị. Hoặc là buổi trưa chúng ta đi làm tiệm nail, chúng ta làm tiệm tóc, hoặc chúng ta đi làm văn phòng, chúng ta không có thời gian để ăn trưa quý vị. Bởi vì có nhiều người họ phải ăn, họ đem theo, họ đem cơm theo, rồi họ phải hâm lại bằng microwave, hoặc là họ phải ra ngoài họ mua cái này cái nọ để họ ăn, thì không có gì đủ thời gian quý vị. Thì chúng ta có thể dùng cái bột này để chúng ta cho bữa ăn trưa của mình luôn, cũng bỏ vào trong một cái ly nước nóng, chúng ta bỏ hai gói bột vào, chúng ta khuấy đều lên và chúng ta uống, thì nó sẽ đủ chất dinh dưỡng cho một bữa ăn trưa. Hoặc là thậm chí là buổi tối đi, nếu chúng ta đi làm về mệt quá, chúng ta không có ăn cơm nổi, mình mệt mỏi cả ngày mình làm việc thì mình không có thời gian để nấu ăn, hoặc là mình không có ăn cơm nổi nữa,
thì mình cứ dùng cái bột này chúng ta là vẫn uống như vậy quý vị, vẫn khuấy đều hai gói bột lên và chúng ta uống thôi thì nó đủ chất dinh dưỡng cho một bữa ăn tối. Như vậy thì sao? Đây là nó gọi là percent 36 energy booster. 36 là quý vị thường nghe nói là bột ngũ cốc đúng không? Bột ngũ cốc ngày xưa ở Việt Nam á, là chỉ có 5 thứ thôi, 5 cốc thôi, ngũ cốc mà là đủ rồi. Nhưng mà thật sự với cái này quý vị, 36 chất dinh dưỡng tất cả các quý vị. 36 chất. Thì thường thường á, là chúng ta nghĩ rằng chúng ta ăn một bữa cơm như vậy mà vừa có thịt cá rau củ quả luôn á, thì chúng ta nghĩ rằng là đủ 36 chất không? Chắc chắn là sẽ không đủ 36 chất quý vị. Nhưng mà trong đây các nhà nghiên cứu khoa học của Nhật Bản họ đã nghiên cứu ra và họ làm tới 36 chất rồi quý vị. Vì vậy cho nên chúng ta an tâm là nếu như chúng ta uống hai gói bột này thì chúng ta sẽ đủ chất dinh dưỡng cho bữa ăn, chắc chắn luôn quý vị, và không sợ bị thiếu chất dinh dưỡng. Đó, rất là tuyệt vời luôn quý vị. Cho nên là đó là lý do tại sao mà Thiện Tâm muốn chia sẻ những cái sản phẩm của Nhật Bản đến cho tất quý vị là như vậy đó. Trong đây có 60 gói, cái giá bán của mỗi hộp như vậy là 95 đô la thôi quý vị, chỉ có 95 đô la thôi cho 60 gói bột này. Như vậy thì sao? Một gói bột chỉ có giá là 1,5 đô thôi quý vị, 1,5 đô thôi. Một bữa ăn hai gói là 3 đô la. Bây giờ chúng ta ăn một cái ổ bánh mì cũng là cũng 6-7 đô rồi, chúng ta ăn một cái tô hủ tiếu cũng là 10-20 đô rồi quý vị. Như vậy chúng ta chỉ uống hai gói bột thôi, chỉ có 3 đô la thôi mà đủ chất dinh dưỡng cho tất cả mọi người luôn quý vị, thì là sao? Quá tốt. Trẻ em thì uống một gói thôi, người lớn thì uống hai gói là đủ chất dinh dưỡng rồi quý vị. À, như vậy thì còn không mau mau, nó quá rẻ. Nhưng mà chưa hẳn là như thế đâu, Thiện Tâm còn tặng quà cho quý vị nữa. Nếu như quý vị nào mà mua một hộp bột dinh dưỡng này thì Thiện Tâm sẽ tặng cho quý vị một gói trà nhỏ, 25 đô la luôn. Như vậy thì còn tuyệt vời gì bằng nữa quý vị. Chỉ có mua một cái gói, một hộp này có 95 đô la thôi mà được tặng một gói trà nhỏ này thì còn gì tuyệt vời hơn nữa, đúng không ạ? Đó, đó là lý do tại sao. Tại vì Thiện Tâm muốn chia sẻ cái bột dinh dưỡng này đến quý vị càng nhiều càng tốt, để cho quý vị có một cái gì đó ở trong người của mình sẵn, chuẩn bị sẵn đem theo để phòng ngừa trường hợp mà quý vị mà bị đói á, mình không có đồ ăn á quý vị, mình không có thời gian để mình mua, thì mình cứ pha này lên mình uống liền luôn là rất là nhanh, rất lẹ luôn. Lấy một ly nước sôi rồi nước nóng gì đó đổ hai ly có bột cho quấy quấy là uống liền luôn rồi đi làm tiếp quý vị, thì nó đủ chất dinh dưỡng cho mình. Nó quá tuyệt vời, không còn gì bằng nữa quý vị. Đó, đó là lý do tại sao mà Thiện Tâm muốn chia sẻ cho quý vị là như vậy đó. Và có một cái món quà tặng đặc biệt, nó ý nghĩa và nó giá trị để cho mọi người cùng dùng qua. Đó, chỉ trong cái thời gian này thôi, chứ còn sau này thì có thể là không tặng được nữa. Bởi vì càng ngày thì cái giá thành nó càng cao, rồi nó không còn hàng, nó hiếm hàng. Thì tương lai thì mình không biết làm sao. Nhưng mà hiện tại bây giờ còn hàng thì mình còn tặng, mình giảm tiền lời ít lại để mình chia sẻ nhiều cho mọi người. Đó là lý do tại sao mà Thiện Tâm muốn làm như vậy quý vị. Đó, nếu như quý vị nào muốn order sản phẩm hoặc là có những câu hỏi nào liên quan đến sản phẩm á, thì quý vị hãy điện thoại cho Thiện Tâm, số điện thoại là 714-247-9474 nha, 714-247-9474. Khi mà Thiện Tâm mặc cái áo này vô để có thể là mình xem tử vi, xem phong thủy hoặc là xem tarot hoặc là chia sẻ những điều tuyệt vời cuộc sống á, thì Thiện Tâm sẽ lấy cái nickname là Thiện Tâm. Còn nếu như Thiện Tâm mà cởi cái áo này ra, mặc áo đồ tây bình thường đàng hoàng đó, thì sẽ là Quốc Võ nha quý vị nha. Đó, Thiện Tâm cũng chính là Quốc Võ. Thiện Tâm là một cái nickname phải nói rất là hay mà của mẹ ruột đặt cho mình để mình nói những cái điều tuyệt vời trong cuộc sống để chia sẻ cho mọi người. Đó. Rồi, thì vậy thôi. Nói chung là mình cũng mong muốn rằng tất cả mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả mọi người, đặc biệt là các khách hàng thân thương của mình. Có những quý vị đã mua ủng hộ rồi và bây giờ sẽ tiếp tục mua ủng hộ nữa và có những cái lời review rất là tốt cho những sản phẩm của Nhật Bản này. Chúc cho tất cả mọi người một ngày tốt lành và xin chào tạm biệt quý vị.